Lý do Nga quyết chiếm Soleda Kiểm soát Soleda, thành phố gần trào lửa Bakhmut mang lại lợi ích đáng kể về quân sự, tinh thần và giá trị thương mại với Nga. Bộ Quốc phòng Nga ngày 13 tháng 1 tuyên bố đã kiểm soát hoàn toàn thành phố Soleda ở miền đông Ukraine và đây là yếu tố quan trọng để tiếp tục chiến dịch quân sự. Ukraine chưa bình luận về thông tin này thành phố Soledar và Bakhmut những ngày qua là hai khu vực giao tranh ác liệt nhất tại Ukraine. Tổng thống Zelensky mô tả những gì diễn ra ở đây chính là định nghĩa của sự điên rồ, nơi mọi thứ phá hủy hoàn toàn, gần như không còn sự sống. Giới quan sát cho rằng việc chiếm được Soledar mang lại giá trị lớn cho Nga về mặt quân sự, nâng cao tinh thần của quân đội sau nhiều thất bại liên tiếp, đồng thời mở ra tiềm năng khai thác giá trị thương mại từ các mỏ muối và thạch cao tại đây. Thành phố Soledar cách Bakhmut khoảng 10 km về phía đông bắc và là thành trì quan trọng của quân đội Ukraine ở Donetsk. Quân đội Nga muốn kiểm soát hai thành phố này để tạo bàn đạp chiếm hoàn toàn tỉnh Donetsk. Theo Trung tâm nghiên cứu Đông Âu OSW có trụ sở ở Ba Lan, chiến dịch tiến công Soledar của Nga có thể là nỗ lực nhằm bao vây thành phố Bakhmut từ phía bắc, cắt đứt tuyến tiếp tế với Siversk và uy hiếp tuyến đường M03 trọng yếu nối với Sloviansk. Các chuyên gia OSW cho rằng khi Soledad thất thủ, lực lượng Ukraine không có khả năng sớm giành lại các vị trí đã mất. Để làm được điều đó, Ukraine sẽ phải bổ sung đáng kể lực lượng và khí tài cho mặt trận này, điều họ khó có thể thực hiện vào thời điểm hiện nay. Nhưng chuyện Soledad thất thủ không đồng nghĩa với tuyến phòng thủ của Ukraine sụp đổ, mà họ chỉ rút về các phòng tuyến mới. Oleksandr Muliasko, chuyên gia phân tích quân sự tại Kiev, nhận định. Charles Stafros, bình luận viên của Al Jazeera, cho rằng Soledad có tầm quan trọng lớn cả về mặt quân sự lẫn kinh tế nhờ hệ thống đường hầm trong các mỏ khoáng sản bên dưới lòng đất. Soledad là thành phố có diện tích hơn 12,3 km2 với dân số trước chiến sự gần 10.500 người, cùng các mỏ muối và thạch cao quy mô lớn. Các mỏ muối thuộc sở hữu của Anteclin, nơi đơn vị khai thác muối lớn nhất châu Âu. Doanh nghiệp này ngừng hoạt động vài tháng sau khi chiến sự bùng phát. Hệ thống các mỏ muối ở Soleda và Bakhmut thực chất là một mạng lưới các đường hầm dưới lòng đất, không chỉ có khả năng cung cấp chỗ trú ẩn dưới độ sâu 80 đến 100 m mà còn có thể là một địa đạo đủ cho xe tăng và xe chiến đấu bộ binh đi qua. Jevgeny Prigozhin, lãnh đạo công ty an ninh tư nhân Warner, một trong những lực lượng tham chiến ở Soledad, cho biết. Theo Reuters, các mỏ muối của công ty Atherstein có độ sâu 200 đến 300 m với mạng lưới đường hầm có tổng chiều dài 300 km, một số đoạn có trần cao đến 30 m. Bên trong đường hầm này có một căn phòng lớn đến mức có thể tổ chức các trận bóng đá và buổi hòa nhạc dưới lòng đất. Khi chiếm được Soleda, Nga có thể tận dụng các hầm ngầm này làm kho lưu trữ đạn dược, vũ khí, đồng thời khai thác giá trị thương mại từ các mỏ muối. Khu vực này từng cung cấp 90% sản lượng muối cho Ukraine. Tầm quan trọng của các hệ thống đường hầm và mỏ muối khiến cho giao tranh ở Seleda đặc biệt khốc liệt, bình luận viên Starfrost đánh giá. Chiếm được Seleda cũng mang lại giá trị tinh thần lớn cho quân đội Nga, đánh dấu chiến thắng đầu tiên của họ sau khi rút khỏi Sexton và Kharkov. Theo các nhà quan sát, Nga dồn lực tấn công Soleda, Bắc bởi đây là nơi duy nhất họ duy trì được đạt tiến sau các thất bại liên tiếp ở vùng Đông Bắc và miền Nam Ukraine. Chiến thắng tại đây được cho là sẽ góp phần vực lại tinh thần cho binh sĩ Nga nhằm chuẩn bị cho đợt tiến công lớn hơn vào mùa đông. Nòng cốt trong chiến dịch tấn công Soleda là các tay súng tập đoàn an ninh tư nhân Warner. Tập đoàn này từng tung vào mặt trận Soleda, Bakhmut những đơn vị dự bị tốt nhất mà họ có thể huy động, thậm chí sử dụng cả các tù nhân Nga đăng ký tham chiến. Prigozhin, lãnh đạo UN hôm 5 tháng 1, thông báo ân xá cho 20 tù nhân sau khi họ hoàn thành hợp đồng 6 tháng chiến đấu trong chiến dịch quân sự ở Ukraine. Đây là lần đầu tiên UN thừa nhận sử dụng tù nhân trong chiến dịch quân sự. Khi Soledad thất thủ, Prigozhin có thể sử dụng thắng lợi này để nâng cao uy tín UN ở Nga, nơi chưa công nhận hoạt động của các công ty lính đánh thuê. Trong nhiều tháng qua, Warner đã thất bại trong nỗ lực chiếm Bakhmut, khi vấp phải phòng tuyến quá vững chắc của Ukraine, buộc họ phải chuyển hướng sang Soleda. Những thất bại liên tiếp của quân đội chính quy Nga đã tạo điều kiện để Wagner tung vào lực lượng trên chiến trường. Hotaka Namamura, chuyên gia tại Viện Trung Đông, trụ sở tại Washington, Mỹ, nhận định. Điều đó giúp cho Prigozhin củng cố vị thế chính trị của mình và thúc đẩy chính phủ Nga chính thức dỡ lệnh cấm các công ty quân sự tư nhân. Trận chiến Soledad, Ukraine làm thế nào để ngăn bước tiến của quân Nga? Tổng thống Volodymyr Zelensky đã tuyên bố rằng các lực lượng Ukraine đang bảo vệ Bakhmut và Soledad ở phía đông nước này sẽ được trang bị mọi thứ họ cần để ngăn chặn quân đội Nga trong trận chiến đẫm máu nhất cuộc xung đột. Kiev tuyên bố quân đội của họ đang chiến đấu để giữ quyền kiểm soát các thành phố công nghiệp quan trọng ở phía đông đã bị chiến tranh tàn phá nặng nề khi Điện Kremlin hiện coi việc chiếm Bakhmut và Soledad là mục tiêu chính sau gần một năm giao tranh Tôi muốn nhấn mạnh rằng những đơn vị bảo vệ các thành phố này sẽ được cung cấp đạn dược và mọi thứ cần thiết, kịp thời và không bị gián đoạn. Tổng thống Zelensky cho biết sau cuộc gặp với các quan chức quân sự cấp cao hôm 12 tháng 1, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Gana Malia trước đó mô tả cuộc chiến giành Soleda là khốc liệt và nặng nề nhất trong cuộc xung đột. Bất chấp tình hình khó khăn, các binh sĩ Ukraine đang chiến đấu ngoan cường. Bà Malia nhấn mạnh thêm, Ông Andrei Baevsky, một quan chức do Nga bổ nhiệm ở Donetsk, cũng thừa nhận rằng vẫn còn các nhóm kháng cự nhỏ của Ukraine bên trong Soledad, nhưng khẳng định quân đội Nga hậu thuẫn gần như sắp kiểm soát hoàn toàn thành phố này. Ukraine cần gì để ngăn quân Nga chiếm Soledad? Soledad, một thành phố nhỏ ở Donetsk, đã trở thành điểm nóng nhất trên bản đồ chiến tranh trong hai tuần qua. Các cuộc pháo kích đã san bằng hầu hết thành phố, biến nó thành một thành phố ma với phong cảnh như ngày tận thế và những khu dân cư bị xóa sổ. Nga bắt đầu phát động cuộc tấn công vào Soledad vào ngày 3 tháng 8 năm 2022, theo Bộ Tổng Tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine. Trọng tâm chính của các lực lượng Nga chuyển từ Bakhmut sang Soledad vào cuối tháng 12 năm 2022, sau khi tất cả các cuộc tấn công trực diện vào Bakhmut đều không thể xuyên thủng hàng phòng ngự của Ukraine. Hiện người Ukraine vẫn đang cố gắng giữ vị trí của họ ở phần phía tây của Soledad Giao tranh chủ yếu tập trung tại lối vào các đường hầm khai thác muối bị bỏ hoang dài 200 km chạy bên dưới thành phố, theo tình báo Anh. Những đường hầm này có thể được sử dụng để thâm nhập vào phía sau phòng tuyến của đối phương, do đó gần như không thể giành quyền kiểm soát chắc chắn thành phố nếu không chiếm được các đường hầm khai thác muối bên dưới lòng đất. Cuộc tấn công của Nga vào phần phía tây của Soleda hiện đang tiếp tục. Theo Deep State, các lực lượng Nga đã tiến đến khu vực này và đang cố gắng tiến công bất chấp tổn thất nặng nề các lực lượng Ukraine ở Soledad được cho là đã có phản ứng hiệu quả để chống lại các chiến thuật tấn công của Nga. Tuy nhiên, để đẩy lùi các lực lượng Nga, đòi hỏi các nguồn lực mà quân đội Ukraine đang thiếu. Phóng viên chiến trường Ukraine Andriy Stapliansko dẫn lời một sĩ quan Ukraine giấu tên khẳng định rằng để ngăn chặn các cuộc tấn công liên tục của bộ binh Nga, Kiev cần điều xe chiến đấu bọc thép để gần các vị trí quân đội Ukraine và tạo ra một khoảng cách đột kích nhanh chóng ngay khi những người điều khiển máy bay không người lái ukraine phát hiện thấy bộ binh nga tiến công họ sẽ thông báo cho lực lượng thiết giáp lực lượng này sẽ nhanh chóng ngăn chặn cuộc tấn công bằng súng máy nếu không có thiết giáp quân phòng thủ ukraine sẽ khó đối phó với vô số đợt tấn công của nga một lý do khác cho phép người nga thành công trong cuộc tấn công không ngừng của họ vào Sodeda là sự thiếu hụt các radar phản pháo của ukraine theo sĩ quan giấu tên mà phóng viên salenko đề cập radar phản pháo là một hệ thống phát hiện đạn pháo và từ quỹ đạo của chúng sẽ xác định được vị trí Nga đặt pháo. Ukraine không có đủ radar như vậy. Đó là lý do tại sao pháo binh Ukraine thường bắn phá các nhóm tấn công của Nga thay vì áp chế pháo binh của đối phương. Nếu không có sự hỗ trợ của pháo binh, các cuộc tấn công của quân Nga thường bị tắc. Hơn nữa, người Ukraine cũng cần nhiều máy bay không người lái trinh sát và người điều khiển máy bay không người lái hơn nữa để tác chiến phản công hiệu quả, theo phóng viên Sablensko. Cuối cùng, theo các chuyên gia quân sự, còn một yếu tố khác có thể giúp Ukraine ngăn chặn bất kỳ cuộc tấn công ồ ạt nào và đẩy lùi lực lượng Nga đó là xe tăng chiến đấu hiện đại và nhiều vũ khí có độ chính xác cao hơn, bao gồm cả tên lửa tầm xa ATACMS của Mỹ, tầm bắn 300 km. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã yêu cầu Mỹ cung cấp cho Ukraine những vũ khí bên trong chuyến công du Mỹ cuối năm ngoái nhưng không được chấp nhận.